Hello và chào mừng anh em đã trở lại với Big Salmon tập 9. Và như anh em thấy ở đây chúng ta có mấy con bot Chelsea mà tôi triệu hồi ra bằng cái này. Thì cái này thì nó tính là chơi điếm, hơi điếm một chút thôi, nhưng mà tôi cay quá rồi, tôi tìm mãi đéo ra cái expect out, cho nên là hôm nay tôi quyết định là tôi dùng cái này tạo ra bot để mà quất lấy expect out. Mà bây giờ mà nó không ra nên là chắc mà tôi đi tới nhà thằng phát hành game tôi bấy giấm nó quá. Còn hôm nay thì cuộc hành trình của chúng ta sẽ là ngồi đập mấy con Chelsea này. Này rồi má, tầm này rồi chừng nào mới ra được cái expect out. Hay để tôi triệu hồi ra mấy con bot mega nha. Ok, nó sẽ quốc một con bot, chúng ta sẽ quốc bot Alpharos. Rồi. Đây có, đây. Ủa nó không mega ta. Gì kìa. Mày nhường. Rồi. Nó quốc không một phát chết luôn giống như con kia. Chúng ta được cái đầu bùi vậy. Thịt cừu với lại redstone và flame orb. Bán lấy tiền cũng được. Bot common ta. Đây là nó phải cho ra mấy con bot kiểu bot mega, bot legendary rồi chứ nhỉ. Hay là giờ nó fit rồi. Có khi nào nó sửa lại không? Có lẽ nào? Kìa, này có một con boss Gengar, tôi lên tôi quốc nó đây. Chúng ta sẽ sử dụng con Darkrai. Này, ok. Đây. Darkrai dùng Dark Blood. Đó, chùi, má nó mạnh. Mạnh biến hồn luôn đi. Con boss dưới nó bị kẹt luôn kìa. Á, con này kẹt nhìn khổ sở quá, chúng ta phải rút nó ra thôi. Chúng ta sử dụng Azazian. À đây. Một viên kẹo với lại một cái ring target. Ok. Đây có một con bot ray rồi nè. Bot ray 120 hả. Thử một chiêu. Hay nãy giờ mình xài Claw Combat hơi nhiều. Để dùng Giga Impact thử coi. Đúng. Ok, nó cũng mạnh. Hơn nửa cây á. À nhưng mà cái Giga Impact này nó sẽ bắt mình phải sạc lại một tên. Tức là mình dùng một lần, mình nghỉ một lần. Không dùng liên tục được hả. Có con gì mà nó quýnh một phát chết luôn không nhỉ? Ví dụ con Dragon... Ý! Bot Battery à? Ok, như dùng con Dragon này không hợp lý lắm mà. Dragon này nó có thể bay mà. Quên. Chị đài. Ừ, không sao. Cũng thể nhiều khi quên hit. Hậu xong nó không chết à. Rồi xong, hy sinh rồi. Ok, chúng ta sẽ xuống quốc cái con kia. Từ, cưỡi đắt ra xuống. Má nhìn téo vậy. Này nè, tôi còn chú đích ở đây nè. Trời má, ủa sao yếu vậy? Chết chà. Không ổn. Metal Cloud thì sao? Ui má thốn đi. Ui đâu phong. Gyarados, làm sao hết? À, tôi tin chắc là con Gyarados này sẽ không làm tôi thất vọng. Đó. Nó chuyển từ hình dạng của một con rồng ngầu lòi thành một con này nhìn giống con Jun hình cá chuồng. Chắc vậy. Ủa rồi. Rồi xong. Nó hy sinh rồi. Fuck. Hai drill boom. Đấy, làm sao mà hết chết luôn được. Làm sao mà hết chết được. Đó, làm sao mà. Chết mẹ. Nó né rồi. Má sau này né ghê ta. Ủa này giờ học hoài. Ok, một phát chết luôn. Ngó. Một cái battery line. Rốt niệm giết. Và ra cái đi. Được. Trong đây có con gì tôi trade level không ta? DNC, Salamency. Ui, bot ray nè, ngon. Ui, con gì? À, con Noivin, ok. Làm hết hồn từ con gì? Nhưng mà con này nhìn ngầu nha. Mình nhìn rất là lạ, nhớ có cái form gì nữa. Tôi qua tôi hốt thôi. Ui, cái gì vậy? Ui, quậy một phát chết luôn ấy. Đây nhìn con này tự nhiên quay ra một cái KV một phát chết luôn. Ghê vậy. Có. Ủa nó đâu rồi? Ê. Đừng đùa như thế. Ủa. Cái đậu xanh mới thấy ngay đây luôn trời. Rồi xong. Chưa kịp làm gì hết nó đi rồi. Ủa sao đen người ta. Vãi cái nồi. Ừ. Bây giờ tôi có cách để nhanh tiến trình nè. Thay vì tôi phải đánh mấy con bot common giống vậy á, thì tôi có thể nhấn vô đây, xong nhấn ok cái là nó sẽ reset lại. Là chờ chút nó sẽ spawn cho mấy con khác. Chết mẹ đâu hết rồi. Ê. Ôi. Rồi, này common tiếp rồi. Đồ má lại common. Để tôi tăng max spawn lên cỡ 5 rồi. Nó tăng tỷ lệ. Ok. Lại common, what the fuck. Đây có một con uncommon này. Múc bây giờ chẳng để tôi quốc tới, không biết nó cho tới số mấy ha.
thử quốc số 99 thôi. Mẹ lắc rồi. À không không, không phải lắc mà nó không cho. 10. Rồi nó cho 10 luôn. Chuẩn bị. Rồi. 11 đàn Camerup nó ra nó xâm lược à. Tự nhiên hôm nay Thành đi chăn bò anh em ơi. Đi chăn bò cầm cái rối tật to. Một đàn luôn. Nhưng mà không có con nào màu xanh hết. À ý tôi là màu xanh biển. Hoặc là màu vàng hay màu tím gì đó. Ê, má tôi tưởng đậu phộng màu đỏ, tôi tưởng bốt bốt xịn chứ ai ngờ đéo phải. Cái đậu xanh nó lừa quá. Tôi vắt con Kairi ra nước nãy giờ luôn, quấn bọn này ác liệt luôn. Sau trận này chắc Kairi nó khô luôn. Hết làm thằng biển luôn. Ê, đi ra mày, lương của tao, đừng giành, mất dạy. Rồi, ok. Rồi, quăng vô hết đi. Đó, một đống đồ luôn à, ok. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ chain level cho hết đống này. Tiện thể nói chung là tiến hóa cho nó vui vui thôi. Bây giờ không có gì làm nó cũng hơi chán. Có expect out là tiến hóa nhanh hơn rồi. Nhưng mà như anh em thấy đây đang kiếm expect out, kiếm thấy mẹ luôn đứa con. Hay là giờ expect out nó không spawn trong đây nhỉ? Tôi quên mất là cái expect out là nó sẽ xuất hiện ở trong những loại boss nào rồi. Nhiều khi bây giờ nãy giờ mình đánh trong tuyệt vọng mà không biết. Rồi má có con bò dưới đây luôn. Nó đang làm gì dưới vậy ta? Tự nhiên nấp trong góc đó, không biết làm gì. Làm gì đó mờ ám chăng? Ở dưới của con Incommon Max sao con này nó nhỏ hay? Này nhìn vui á, đem về ôm một cái là hơi bị phê. Đem về ôm ngủ là hơi bị phê. Mỗi tội là con mấy con này ôm ngủ nguy hiểm lắm. Nhiều khi nó xả lửa ra một cái là hết hồn liền. Tự nhiên mở mắt ra thấy mình đang ở dưới địa ngục. Hơi toan. Mẹ sẽ... Ui, ấy cái gì? Ui, ơi. Gá chóm BD. Mẹ gá chóm bảy sắc cầu vồng. Con này chắc tôi gọi là gây chôm được anh em. Mẹ nó đủ thứ màu luôn. À hút từ từ thôi kể nó tỉnh. Rồi chúng ta sẽ quăng quả bom đầu tiên. Hai lắc nè, ba lắc nè, ui vô luôn nè. Ờ má vô luôn thiệt là hay. Xong má game dễ quá. Rồi dịch tiến hóa luôn. Xong con dịch rồi tới con mèo. Bây giờ quất thêm con chuột với con chó vô nữa là thành Tom & Jerry luôn. Bây giờ không có con chó mà có con bò nè. Chơi kiểu mất não này nó chán chán mà nó cũng vui vui cho anh em. Kiểu mình không còn suy nghĩ gì hết, mình cứ vô mình xả một chiêu thôi. Nó thoải mái, nó chiêu chiêu nhưng mà nó để lâu quá thì nó hơi chán. Nhìn tụi nó tiến hóa, ấy, Mega Alpha Rod nè. Nghe từ từ, vô. Để tôi xuống tụi quốc nó. Hey, chờ mãi mới có con boss Mega. À, ok, một anh ma chớp da xanh. Hơn anh da xanh anh còn có quyền công dân với anh mà da đen là thấy mẹ ơi. Ok, chào cậu. Không biết con Kairi quýnh nổ không ta. Để chắc ăn thì chết mẹ cái PC tôi đâu. Ơi. À PC tôi để trên kia. Để tôi thôi. Ơi, what the f. Ooh. Holy shit. Ew, chi lấy này ra cái. Đợi quân. Đây, ok. Rồi tập hợp 5 anh em siêu nhân. Ra. Boss hay Legendary. Từ, quốc con này trước đi, con này nhanh lắm. Rồi, tôi phải còn quốc con này trước, biết đâu nó cho ra expect out sao. Ôi, bạn ơi, đừng đi xa quá. Đi xa quá, lát kiếm không được đâu, đồ phong. Thứ khúc này nè. Ê, nó xuống chỗ tôi luôn à. Hay, rồi, con này chắc là nó muốn vô đội tôi rồi. Hay, nó xuống chỗ tôi, hay nó uống nước rồi. Hay nó xuống được coi tôi quýnh lộn rồi. Đừng nói nó đang tắm nha. Mẹ tắm chắc phải quay đi chỗ khác chứ, nó đang tắm mà mình nhìn gì, khúc này quá. Rồi xong một cái Nidalee Star, con bà nó. Một con Rayquaza châu Á. À đù nó Mega luôn rồi. Đù chiến đi. Ồ nó Mega xong nó chuyển từ tắm sang nó lặn luôn kìa. Đù ghê quá. Vậy suy ra là Mega lên là nó mập hơn. Ok thì chúng ta có một cái góc view đứng từ dưới nhìn lên nhìn khá là ảo ma. Máy là con nhân vật của tôi nó mặc quần chứ nó mà mặc váy là cái trong quần nó che hết màn hình. Họ anh em không thấy gì đâu. Mà nam mặc máy làm điếu gì ta. Hai lắc. Fuck. Này vậy mới được hai lát là tỉnh thôi. Ôi chết mẹ tắt ra chết rồi. Má sầm lông nãy giờ không để ý. Rồi xong. Nhìn máu không chịu nhìn mẹ đi sầm lông cái gì đâu không à. Tàu lao. Ê để tôi làm quả bột cây hiu rồi xong. Ê tắt ra nó chết rồi. À lộn. Con rê qua ra nó chết rồi. Nó này ngạt nước nó chết rồi đâu không. Ôi này nguy hiểm nè. Đừng chết nhanh ơi. Rồng huyền thoại mà chết đuối thì nhìn nó kỳ lắm. Rồi quốc một đoàn sandstorm để là. Mà bây giờ mình quấn một cái nó có chết luôn ta. Sợ vậy thôi. Tôi sợ quấn cái nó chết lắm anh em. Như là chiêu này chiêu hà rồng nữa chứ. Chắc không chết đâu ha.
tôi sẽ đặt niềm tin vào con Gachomp này. Tôi sẽ tin rằng với cái bàn tay sắc bén của nó sẽ nhẹ nhàng với con Rayquaza này. Rồi xong. Ấy có con Pikachu này nhìn vui vui nè. Pikachu gì vậy ta? Pikachu gì đây? Pikachu Unite. Ồ, trung hãng với con hồi nãy. Rồi bắt được rồi. Ngon, mà con này bắt nhanh à. Ok, không có Rayquaza bắt Pikachu tạm của... Thật ra là không được lắm đâu. Tôi định nói là cũng được nhưng mà thật ra nó không được lắm đâu. Hơi củ chuối. Ui, phải rồi, ui một đàn luôn. Ngon em. Ngon. Rồi tiến hóa. Ở dưới con, ở dưới cũng có một con nè. Nó xuống nó tắm á. Má con này hề lửa mà nó tắm hả nè. Má con này bò dung nham mà nó tắm hả nè. Có khi nào nước nó trào vô cái núi lửa của nó xong rồi nó chết luôn không? Thì nhiều khi á, mấy con này công nhận không biết quý trọng mạng sống của nó gì hết. Và hồn tôi từ đó là khúc ca ban trong lành, là đôi môi san dỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vô vào nắng, là giấc mơ tôi còn ăn. Trong bài ca ta bước thênh thang. Khi dừng chân, nhặt chiếc lá rơi trong gió chiều và hồn.